Hình ảnh về thang thoát hiểm được gấp rút thi công, hoàn thiện tại một khu chung cư mini vừa được đưa lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Từ hình ảnh có thể thấy thang thoát hiểm được thi công phía sau một chung cư mini, bệ sắt được đấu vào cửa sổ các căn hộ. Với cách bố trí này, người ở trong các căn hộ có thể thoát ra ngoài bằng thang thoát hiểm. Phần lớn người dân đều có chung nhận định rằng dù thế nào thì cũng yên tâm hơn. Đây cũng là cách bố trí giảm ít nhất thiệt hại khi xảy ra cháy. Một số ý kiến lo ngại, như này là phải đề phòng kẻ trộm, kẻ gian đột nhập. Thế nhưng rất nhiều ý kiến khác phản bác rằng cửa kính chỉ mở được từ bên trong, hoặc nếu bảo vệ an ninh tốt ở phía dưới thì cũng không phải quá lo lắng, và mất trộm còn hơn là mất mạng lúc có cháy. Có ý kiến lo ngại thang bằng vật liệu kim loại đảm bảo chắc chắn nhưng sẽ rất nóng nếu có cháy, và nhiều người có kinh nghiệm nói rằng nếu điều đó xảy ra thì nhiệt cũng sẽ không kịp truyền đến thang, hoặc chỉ cần dùng găng tay, khăn thấm nước là được. Dù còn có vài tranh cãi, song việc tăng cường an toàn phòng cháy có thang thoát hiểm vẫn là điều được cộng đồng đánh giá cao sau khi vụ hỏa hoạn vừa xảy ra. Từ nay đến trước ngày 30 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất với bất kỳ các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn có gần 43.000 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các loại hình này phát triển mạnh về số lượng, đa dạng hình thức, nhưng căn bản quy phạm pháp luật để quản lý vẫn chưa đáp ứng kịp. Từ đó dẫn đến tình trạng không được cấp phép về xây dựng hoặc cấp phép một đằng, nhưng thực tế thì còn một nẻo, vi phạm về quy định xây dựng, sai công năng được cấp phép, không đảm bảo yêu cầu phòng cháy. Mục đích kiểm tra nhằm điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình hoạt động có liên quan đến công tác phòng cháy, đề xuất giải pháp khắc phục, lực lượng kiểm tra hướng dẫn điều kiện an toàn điện trong việc thiết kế, lắp đặt, sử dụng trước và sau công tơ điện của các cơ sở hoạt động kinh doanh, nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini, nhà ở tập thể, và kiểm tra đột xuất với bất kỳ các cơ sở nào. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng một trong những mấu chốt cần làm là giải quyết được vấn đề về nơi ở cho phần đông người dân. Trong đó, khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân là chìa khóa để giúp giải quyết triệt để vấn đề. Thực tế, trên thị trường, bất động sản vẫn đang trong tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở trầm trọng, lệch về phân khúc nhà ở cao cấp, thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở giá vừa túi tiền. Cụ thể, trong tháng 6 đầu năm, cả nước mới hoàn thành 25 dự án nhà ở thương mại với khoảng 10.000 căn, chỉ bằng một nửa so với 6 tháng cuối năm rồi. Báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay hoàn thành việc đầu tư xây dựng 180 dự án quy mô xây dựng gần 95.000 căn nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 4.800.000 m2 tại đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Con số này dường như cách khá xa so với mục tiêu đề ra, chỉ đạt xấp xỉ 10% mục tiêu.